拥有我，多少错错错已无法言说，多少痛痛痛但不能把握，今天的世界已变成残缺，星空万里却只有孤雁飞过，人生路口我已不走错，注定一生受折磨，爱的尽头我变成飞蛾，生命依然在漂泊，多少青春梦已不能触摸，多少爱与恨gì bây giờ? Em nói thiếu điều khô nước miếng, nhưng phụ dương vẫn muốn đánh. Em hoàn toàn không có cách. Em nghĩ, thôi thì các người hãy mang rượu sang bên đó đi. Còn bằng không, họ sẽ đánh thật đó. Thôi vậy đi. Các người hãy tự giải quyết. Tôi đi nha. Lần này hắn hải ta gặp phải chuyện lạ rồi đó. Ê, Định Bính à, lập tức tìm cách đi. Nếu như chúng ta đi đòi rượu của con gà thiến Bạch Công Công kia, vậy ông sẽ đánh ngược lại đó. Tiên Quân, anh của tôi tên là một người cất rượu, vậy cũng là một thương gia rất thông minh. Tôi nghĩ là anh sẽ có cách, chắc chắn có thể tìm được rượu nóng của Bạch Công Công. Được được, kêu anh người đi tìm cách đi. Còn nếu không mà cuộc chiến nổi lên rồi, kiềm chế không được nữa. Dạ. Bạch Công Công đã cho người ta hối mấy lần rồi, hối 600.000 tỉnh rượu của ông ta. Trước mắt bây giờ đã sắp tới mùa thu, những người đó cho biết Bạch Công Công sẽ đích thân tới đây, chúng ta làm sao đối phó với ông? Không để cho hết rượu của ông ấy, tôi còn phải ra sạch bán cái nồi diêm vương cho ông ấy nữa. Cứ để người ta tới đi. Vậy cậu có phương pháp nào hay hơn không? Tôi mang 400.000 tỉnh rượu quân đội trả về, sẽ dở trò lên đó. Hả? Làm sao? Đại tổng quản, bà Công Công hối rượu nữa rồi. Tới thôi là đúng lúc đó. Trần tổng quản. Dạ. Hãy xem người ta làm sao làm lớn cái chuyện này. Dẫn hắn tới. Dạ. Mời Công Công. Người giết người của ta còn dám đến đây hay sao? Ta không có giết người của người. Ta chỉ đã thương một thích khách đã đến lừa rượu của ta, muốn giết con gái của ta mà thôi. Ngươi là một quan lục phẩm nhỏ nhỏ nói chuyện với ta vậy hay sao chứ hả? Tuy rằng ta bị người ta hãm hại tới giáng xuống quan lục phẩm, nhưng ta vẫn còn là tổng đốc Đông Xưởng. Bộ ta phải nói chuyện với người như thế nào đây? Đừng có quên nha, trước chữ tổng đốc Đông Xưởng của nhà người còn có hai chữ thay mặt. Thay mặt hay không thay mặt cũng vậy, ta không có kiến thức như người. Được, đốc tư quan đại nhân, Bạch Mẫu hành lễ với ông đó. Vậy mới được chứ. Ngồi đi. Tuy rằng ông làm quan lớn hơn tôi, nhưng hôm nay tôi đến đây để bàn việc buôn bán, có lẽ bình đẳng một chút tốt hơn. Đương nhiên, có việc gì nói đi. Trần tổng quản, năm ngoái ở tại thương hiệu của ông, hai thuộc hạ của tôi đã ký hợp đồng với ông mua 600.000 tỉnh rượu và còn đạt 600 lượng bạc. Bây giờ đã đến kỳ hạn rồi, tôi đến lấy rượu đó. Ê, cái đó là do ông gạt người ta. Sao nói vậy? Trần tổng quản, không cần biết ông ta dùng phương pháp gì, tóm lại đã ký hợp đồng rồi. Nói đi, muốn lấy rượu của tôi như thế nào? Cuối cùng đã chịu nói chuyện với tôi bằng thân phận của một thương gia rồi hả? Tôi không muốn ông đền tiền cho tôi, nhưng mà tôi chỉ muốn 600.000 tỉnh địch tửu. Nhưng tôi nói trước, tôi sẽ dùng địch tửu kia để nhãn bạch tự tử của tôi. Như vậy đâu có được, như vậy sẽ làm hư danh tiếng của địch tửu gia chúng tôi đó. Chúng tôi là những người làm ăn, tôi bán, ông ta mua. Nếu như mua về rồi, muốn làm gì cũng được hết đó. Ủa? Địch Dương đại nhân,
Nhà ngươi tốt bụng thật đó. Hay là muốn làm cái bẫy gì đây? Ông không phải đến đây bằng gì buôn bán làm ăn với tôi sao? Nếu như không tin thì thôi, mùa thu trở lại tiễn khách. Dạ. Có gì từ từ nói, từ từ nói. Ta làm sao lại không nể mặt của địch đại nhân chứ? Nói đi, làm sao biến địch tử thành bà tư tưởng của chúng tôi? Chỉ có thể cho ông 200.000 tỉnh rượu. Ông có thể tùy tiện dán cái chữ gì? Chữ gì vậy hả? Là chữ gì? Bạch tử tử. Chữ bạch. Ngoài ra ông còn phải đưa 400.000 tỉnh rượu quân đội trả lại cho ông, trao hết cho tôi. Như vậy 600.000 tỉnh rượu chúng ta kể như là sòng phẳng. Cái gì? Lấy 200.000 tỉnh rượu đổi lấy 400.000 tỉnh bạch tử tử của chúng tôi, cô bắt tôi nhận trả hết nợ. Chơi cái kiểu gì mà kỳ quá vậy? Đừng có tưởng ông đây là họ Bạch. Trái tim không còn đen hơn là của tôi nữa. Nếu như không có đồng ý thì thôi, tới lúc đó tôi thà rằng đền tiền cũng không trao một tỉnh rượu nào nữa. Được được được. Có phải lại đã nói cho người biết quân đội đang dục dập ta? Nè, cái chuyện đó tôi không biết và không muốn biết đâu. Được, ta hứa với người đó. Nhưng mà ta muốn hỏi thăm, ngươi dùng 400.000 tính bạch tử tử đó để làm gì? Ta dùng để uống cũng được, đổ cũng được nữa. Cái đó không cần lo đâu. Được, địch Dương đại nhân, ngon lành thiệt đó. Cáo từ. Bạch công công, ông không có mang khế ước tới, như vậy đâu có ăn thua gì. Phải, ta lập tức ký liệt các ngươi. Ta còn sợ các ngươi nói rồi không giữ lời đó. Nè, ký đi. Ký thì ký. Anh Địch Bính. Anh Địch Bính. Thế nào, đang nhớ đất vợ hả? Đâu có. Bây giờ tình thế khẩn trương, anh đâu có tâm tình đó chứ. Em vì chiến sự nên mới tới kiếm anh. Nhưng em thật không hiểu, tại sao anh lại hứa với tướng quân mang 200 tỉnh rượu của Bạch Công Công về chỗ này? Làm như vậy không thể đánh trận, là không thể đổ tội cho Bạch Công Công. Anh của anh lại mua rượu của hắn, nếu mà vậy không phải làm lợi cho tên gà thiến kia sao? Sự thật, đổ tội hay không đổ tội, có lợi hay không có lợi, đó chỉ là việc của địch gia và Bạch Công Công. Nhưng nếu gây chiến họa, đó là chuyện của vạn dân ba tánh, chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ. Nhưng em cảm thấy phải đánh mới được. Nếu không đánh, không thể đổ tội cho Bạch Công Công. Làm như vậy thì rượu của anh kiếm về hoàn toàn không có công dụng gì hết. Nếu chúng ta đánh, anh có thể lập công, các tiểu thương cũng lập được công, hai công nhập một, thì anh sẽ được sự xá miễn của hoàng thượng, trả lại những tội mà Bạch Công Công đổ cho anh. Sau này anh có thể làm người một cách đường đường chính chính. Niệm Kiều, trước giờ anh không để ý, không ngờ em cứ mưu kế như vậy. Không phải là em mưu kế, chỉ vì anh lo cho quốc gia không nghĩ tới mình. Nhưng mà em và dân qua tỷ tỷ đã nghĩ cho anh rồi, hãy làm theo phương pháp của tụi em đi. Em nói cái gì? Công chúa, hai người bàn bạc hồi nào? Em mới vừa nói cho cậu biết, em muốn xem thử phò mã Ngô Xuẩn giống như là anh có muốn đại minh triều xá miễn cho anh hay không. Nếu như anh không có đồng ý, như vậy thì đành phải theo em về làm phò mã của em thôi. Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Đánh thì đánh. Được chứ, đánh thì đánh. Bản khâm sai tới để hòa giải cho các người, đó là chuyện vui của những người cất rượu, và cũng là thịnh sự của địch già trấn này. Đương nhiên cũng là chuyện vui của các lò rượu được sản xuất bình thường. Đa tạ đại nhân. Bây giờ Bạch đại tổng đốc tuy rằng bị tội và bị giáng chức, nhưng mà vẫn còn là người đại diện cho Đông Xưởng làm việc cho triều đình. Nếu như ông biết sửa đổi, tranh thủ sự thông cảm của triều đình. Dạ dạ dạ, tôi nhất định sẽ tận chức tận trách, không có phụ kỳ vọng của đại nhân. Nói tới đốc tử quan Địch Dương, trước tiên ta xin chia buồn với người. Lúc nãy nghe nói vị hôn thê của người đã bị sự bất hạnh rồi, ta khâm sai xin chia buồn. Lăng Tử Dương, người đã mất đi đứa con gái. Cảm ơn sự lo lắng của khâm sai đại nhân. Các người vì cái chết của Đàm Phụng đã xảy ra rất nhiều sự hiểu lầm với Bạch Sĩ Nhân. Nhưng đốc tử quan không có thượng cao,
Điều đó cho thấy ảnh vô cùng hiểu rõ đại nghĩa. Đốc Tử Hoàng vì chiến sự đã cung cấp trên 200.000 tính địch tự tử, làm cho chiến sự đã được quảng hòa. Ta sẽ thượng cáo lên triều đình ban thưởng cho người. Tuy nhiên, Đốc Tử Hoàng, ngày tháng đêm ngự tử cho triều đình sắp tới rồi đó. Không biết ngự tử của người đã chuẩn bị sao rồi? Không sai đại nhân yên tâm. Địch tử chúng tôi đều là trên 10 năm của địch gia chúng tôi, trong vòng đêm mai sẽ trở đến kinh thành. Tướng quân, nếu như đánh sẽ bất lợi cho triều đình và bất lợi cho biên quan, bất lợi cho bá tánh. Bây giờ chúng ta đã có 400.000 tấn rượu rồi, vì lời có thể miễn chiến, tại sao còn phải đánh? Ây da, ta làm sao còn khờ đến vậy chứ? Ngươi không đánh, làm sao bắt tội được bọn công công? Ngươi không đánh, làm sao có thể lập công ở chiến trường đây? Ngươi không có đánh, 400.000 tấn rượu của anh em nhà ngươi coi như là tặng không rồi đó. Phải rồi, tuy rằng triều đình lúc nào cũng kêu chúng ta giảng hòa, nhưng mà ngoại bang lúc nào cũng được vô đòi tiền đó. Đó không phải là ăn hiếp không đâu à? Nói chúng ta là nhu nhược bất tài. Sao như quân đội chúng ta không có ai hết đó? Tôi cảm thấy đánh mới có thể giảng hòa được. Phải cho bọn chúng mày học mới chịu vào ngồi đàm phán. Tướng quân, Quỳnh Giáo Úy, đừng nói thêm nữa. Chúng vì tướng quân nói rất là có lý. Chúng ta cần phải ứng chiến, đánh nhược khí của bọn chúng. Sau đó đưa 400.000 tính rượu cho bọn chúng cũng không muộn đâu. Tôi đã nghe rõ rồi. Xem ra các người nhất định sẽ đánh hả? Được, đánh thì đánh. Ngày mai chúng ta sẽ đánh. Hết hại tướng quân, đây là chiến lược của chúng tôi, mà nhận đi. Chúng ta gặp nhau tại chiến trường. Được, chúng với tướng quân nghe lệnh. Dạ. Thực cả là giáo trường chuẩn bị cho bọn chúng coi thử lợi hại. Tuân lệnh. Đi. Sự phù hộ của di địch lão mẫu làm cho nghề cất rượu tổ truyền của địch già, địch già tửu từ Hồng Võ đại đế của Đại Minh tới giờ được chọn làm ngự tửu cung phụng triều đình. Từ đó tới giờ con cháu không ngừng dâng rượu đến thế hệ này, bây giờ lại tới ngày dâng ngự tửu nữa, đặt cáo liệt tổ liệt tông. Khởi phòng ngự tửu, ngày mai khởi hành, mang rượu đến kinh thành. Ngày mai là ngày hoàng đạo, Định Dương chắc chắn sẽ chọn ngày mai vào kinh dân ngự tửu. Hẹo công công, có phải muốn cướp ngự tửu hay không? Nếu như không khéo, đó là tội chém đầu đó nha. Chém đầu? Hắn bây giờ càng ngày càng đắc thắng. Nếu như lần này dân ngự tửu thành công, chắc chắn sẽ được sự tin tưởng của hoàng thượng, hắn sẽ đắc thế hơn nữa. Đào Điêu. Dạ. Các ngươi nhất định phải bằng mọi giá ngăn cản hắn mang cống tửu đi. Dạ. Ta sẽ để cho hắn thất bại trong việc cống tửu, để hoàng thượng định cái tội mãn môn sao trảm cho hắn. Ta tin cái lần này hắn sẽ dâng rượu giả để cố tình thử ta. Các ngươi nhìn thấy tỉnh tỉnh khạp khạp đập bể hết cho ta, còn gặp thùng gỗ bắn lũng hết. Nhưng mà đừng có bao giờ hại người. Dạ. Nè Đại Long, nè qua bên này. Nè con gái ngoan của cha. Dạ. Cha đánh thật đó. Đánh đi, đánh cho bọn chúng chưa mang bạch tự tử đến đây mới thôi. 200.000 tính rượu không được đâu, phải bắt bọn họ giao hết 400.000 tỉnh mang về đi. Được, đánh, đánh cho bọn chúng, khi chúng ta đòi cái gì thì được cái đó. Phải, đánh. Được. Đại Long, hãy nói cho nhị vị tướng quân biết, làm khai lộ tướng quân cho ta, ngày mai xuất doanh tấn công bọn chúng. Dạ. Con gái ngoan của cha, lần này con vừa ý rồi đó.